Sức nóng của trận đấu này thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của người hâm mộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Chung-jin là những người đang xuất hiện trên màn hình của quý vị và các bạn. Và tất nhiên là họ sẽ không thể bỏ lỡ một trận cầu như thế này. Đây là trận đấu mà các cổ động viên của đội chủ nhà đã kêu gọi để có thể xác lập lên một kỷ lục về số lượng khán giả tới sân theo dõi một trận đấu tại V-League mùa giải năm nay. Và trên màn ảnh của quý vị và các bạn thì có thể thấy là các khán đài của sân vận động Thiên Trường đã được lấp đầy vào thời điểm này. 3 giờ đồng hồ trước khi trái bóng bắt đầu lăn trên sân vận động Thiên Trường, các cổ động viên đã đổ về đây. Và bây giờ thì chúng ta đang được chứng kiến một hình ảnh đầy màu sắc, đầy rực rỡ. Nếu ai đó đã nói rằng sức hút của V-League vào thời điểm này không còn như thời xa xưa nữa thì hãy đến Thiên Trường và cảm nhận sức nóng của trận đấu ngày hôm nay. Không phải là một trận đấu của những ứng cử viên đang chạy đua cho ngôi vị vô địch, nhưng là một trong những trận đấu đầy duyên nợ và có thể đem lại cho chúng ta rất rất nhiều cảm xúc. Thời tiết tại Nam Định vào lúc này là 27 độ C và độ ẩm là 84%. Mọi thứ đều đang trở nên rất thuận lợi cho buổi đầu mà chúng ta chuẩn bị được theo dõi ở vòng đấu thứ 19. Và đây là thời điểm mà chúng ta chuẩn bị được chứng kiến hiệp 1 của trận đấu giữa Dương Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai chính thức được bắt đầu trên sân vận động Thiên Trường. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà Dương Nam Hà Nam Định sẽ là những người chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn trong sắc áo vàng quen thuộc. Bóng vừa chạm đầu của Gustavo. Khá hay, đây là Mạnh Hùng. Mạnh Hùng cần phải nhanh hơn. Quốc Hường vẫn đang là cao thủ áo vàng. Quả tạt của Mạnh Hùng khá nguy hiểm. Đây, và đó là bàn thắng dành cho Dương Nam Hà Nam Định. 1-0 dành cho đội chủ nhà từ rất sớm và ghi bàn của Lâm Anh Quang. 1-0. Niềm vui và nụ cười của hai anh em huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng và giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sĩ, và đương nhiên là của tất cả các cổ động viên Nam Định đang theo dõi trận đấu này. Bàn thắng đến từ rất sớm ngay ở phút thi đấu thứ tư. Một pha phối hợp khá đơn giản với một cú treo bóng ra phía sau lưng hàng phòng ngự được thực hiện bởi Trần Mạnh Hùng. Hãy cùng xem lại pha bóng này, không hề có lỗi việt vị. Cự ly rất gần với thủ môn Lê Văn Trường và nó đã khiến cho người giữ khung thành của Hoàng Anh Gia Lai không thể có được một phản xạ tốt hơn. Tỷ số là 1-0. Martin chết cháy, rất nguy hiểm. Một trong những pha xử lý sáng nước hiếm hoi của Philippines Martins ở trong những trận đấu gần đây. Bóng đi khá gần với khung thành của thủ môn Đinh Xuân Việt. Hãy cùng xem lại cú đá này. Đi đè tốt trước Tony Abaji và sau đó tung ra cú nguyên nhân khiến cho Hải Phòng phải đón nhận bàn thua ở những giây cuối cùng. Bàn thua khiến cho họ đã trắng tay. Đường chuyền của Minh Vương rất nguy hiểm. Không vào. Đó là pha dứt điểm của Văn Toàn. Một pha phối bất ngờ. Không phải là một tình huống đẩy bóng ra biên theo bài mà là một đường chọc khe thẳng cho tình huống băng xuống của Văn Toàn. Kim Bông Jin. Bóng được chuyển sang bên phía hành lang cánh phải. Quả tạt của Kim Bông Jin. Hai cầu thủ của anh Gia Lai gần như không hiểu nhau, nhưng đây là cơ hội dành cho Minh Vương. Rất nguy hiểm. Không vào. Liên tiếp những tình huống khiến cho các khán giả Nam Định. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha kiến tạo của Minh Vương. Người đã dứt điểm trong tình huống vừa rồi là Triệu Việt Hưng. Không phải là một pha dứt điểm chuẩn xác nhất. Và các hậu vệ của Nam Định thì cũng chắc chơi lăn xả. Những tình huống đưa bóng xuống biên và sau đó trả ngược cho tuyến hai của đội bóng áo trắng đang được thực hiện khá tốt ở những phút vừa qua. Thêm một quả tạt nữa. Không có một tình huống bắt bóng dính của Đinh Xuân Việt bởi anh đã bị phạm lỗi. Người đã phạm lỗi là Minh Vương. Cầu thủ được mệnh danh là rất có duyên với những bàn thắng được ghi ở phút cuối. Minh Vương là người đã ghi bàn thắng. Goal. Đây chính xác là cơ hội dành cho những đợt phản công mà Nam Định đang chờ đợi khi họ chơi với một đội hình được bố trí tương đối thấp ở những phút vừa qua. Khá hay. Phía trong là Gustavo. Mạnh Hùng. Mạnh Hùng. Không được, đã hơi nhẹ. Xét về tỷ lệ kiểm soát bóng, Hoàng Anh Gia Lai đã có phần nổi trội hơn trong khoảng ít phút gần đây. Nhưng Nam Định vào lúc này đang được
huấn luyện viên Nguyễn Dũng chỉ đạo chơi phòng ngự phản công, bố trí một đội hình thấp, đảm bảo được sự chắc chắn trong phòng ngự, và họ chờ đợi vào sự nhanh nhẹn của cầu thủ sinh năm 1996 cũng đã có được hai pha lập công cho Dương Nam Nam Định cho tới thời điểm hiện tại. Diogo bóng không tới được vị trí của Gustavo. Người vừa đánh đầu phá bóng bên phía đội khách là Đức Lương. Một cú ngoặt bóng đơn giản của Diogo để vượt qua Kim Bông Chin. Đá phạt góc của Mạnh Hùng. Trần Mạnh Hùng đánh đầu, bóng đi vọt sang ngang sau cú dứt điểm của Gustavo. Bóng nằm trong top những đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất của giải đấu cho tới thời điểm này. Diogo vẫn đang là Diogo. Người đã kịp thời ngăn chặn bên phía Hoàng Gia Lai là kiên quyết, không có lỗi. Thêm một quả tạt nữa. Kim Bông Chin, Lê Văn Sơn, đó là pha thoát xuống của Văn Toàn. Văn Toàn đang ngã nhưng không có một tiếng còi nào cất lên, không có quả phạt 11m. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã xua tay. Cầu thủ thực hiện quả đá phạt góc lần này sẽ là Triệu Việt Hưng. Không được. Minh Vương, Đinh Xuân Việt đã rời xa khỏi khung thành. Khá nguy hiểm. Bóng hướng tới vị trí của Felipe Martin. Một tình huống mà hàng phòng ngự của Dương Nam Nam Định đã chơi khá là bập. Trước đó thì họ để cho Minh Vương, một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn, có được khoảng trống và suýt chút nữa đã có một pha đánh đầu tốt ở nhịp chạm bóng đầu tiên của mình. Xuân Trường rất nguy hiểm. Đúng là hàng phòng ngự của câu lạc bộ Dương Nam Nam Định trong hiệp đấu này ít nhất đã 3 lần rất lung túng khi phải đối mặt với những tiếng phạt góc hay những quả đá phạt ở gần khu vực 16m50. Và thêm một quả đá phạt nữa. Lại là tình huống phạm lỗi của cầu thủ chủ nhà đối với Văn Toàn. Xuân Trường, đó là một cú đá thẳng. Cái bóng đi vọt sang ngang. Trong hai mùa giải 2018 và 2019 cho tới thời điểm này thì Lương Xuân Trường đã ghi được 5 bàn thắng từ những quả đá phạt trực tiếp, nhiều nhất trong số cầu. Trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã nổi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định gặp Hoàng Gia Lai, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19 giải đấu vô địch quốc gia World Cup 2047 năm 2019. Kết quả của hiệp 1 là 1-0, một kết quả đang mang về niềm vui cho các cổ động viên Thành Nam. Người đã ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 là Lâm Anh Quang. Hiệp 2 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định và Hoàng Gia Lai chính thức được bắt đầu. Phản xạ cần thiết để ngăn chặn bàn thua. Để mất bóng rất nguy hiểm. Triệu Việt Hưng. Không có gì là khó khăn cả. Sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng thì không có được một pha bóng phối hợp nào. Và Triệu Việt Hưng cuối cùng đã quyết định dứt điểm từ xa. Cách thức mà 4 cầu thủ tấn công của Hoàng Gia Lai di chuyển trong pha bóng vừa rồi là không hợp lý. Tranh chấp tốt nữa của Đinh Văn Trường, nhanh vừa để mất bóng. Văn Toàn đánh đầu, một đều cho anh Gia Lai, và lại là Minh Vương, cái tên rất có duyên với mảnh lưới của câu lạc bộ Nam Định. Tỷ số là 1-1, kịch tính lại được đẩy lên trên sân vận động Thiên Trường. Chỉ một thoáng chủ quan của Đinh Văn Trường thôi, sau khi tranh chấp tốt với Văn Toàn là đủ để cho số 9 của anh Gia Lai giành lại quyền kiểm soát bóng. Văn Toàn đã có một đường kiến tạo không thể che được dành cho Minh Vương. Pha đánh đầu đưa trái bóng tới một vị trí ngược lại với pha di chuyển của thủ môn Đinh Xuân Việt. Và là cơ hội để cho các cổ động viên của anh Gia Lai có cơ hội ăn mừng bàn thắng. Tỷ số được san bằng 1-1. Và ông Nguyễn Văn Sĩ có quyền không hài lòng với cách thức xử lý của Đinh Văn Trường ở pha bóng đã dẫn tới bàn thua. Một tình huống phóng lên đã có thể giải quyết được tất cả. Nhưng không,
và chỉ chờ có vậy để Văn Toàn tạo ra cơ hội cho Minh Vương ghi bàn. Cú đánh đầu không mạnh nhưng hiểm hóc, ngược lại với đà di chuyển của thủ môn Đinh Xuân Việt, và tỷ số được xem bằng 1-1 cho đội khách, và nó sẽ giúp cho 30 phút còn lại của trận này trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Đó là đẳng cấp của những tuyển thủ quốc gia. Họ chơi có thể mờ nhạt, có thể bế tắc trước sự đeo bám của các cầu thủ đối phương trong một quãng thời gian dài, nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi. Thế Vương tạt của Đinh Mạnh, Xuân Quyết không thể chạm chân được vào bóng. Rõ ràng là Dược Nam Nam Định sẽ phải thay đổi cách chơi. Tỷ số bây giờ đã là 1-1. Đây là thời điểm mà tâm lý thi đấu của cầu thủ Anh Gia Lai đang là tốt hơn so với đối thủ, sau đó thì họ có được bàn thắng sau tỷ số. Mai Xuân Quyết, Anh Quang chọc khe khá hay, xoay người và có thể dứt điểm được không? Đó là tình huống xử lý của Vũ Thế Vương. Sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Nam Định. Vũ Thế Vương đã có một bàn mùa này, và đó là cú bấm bóng vô cùng đẹp mắt vào lưới của đội bóng quen thuộc trước cú dứt điểm của anh, đó là đội đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội. Kết quả này, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định sẽ chỉ đứng ở vị trí thứ 6, lùi một bậc so với trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Martin đã có 3 tiếng xoay sở như vậy kể từ đầu trận. Tỷ lệ trước Tony Abazi và xoay người dứt điểm chân trái. Diễn biến hết sức khó lường trên sân Thiên Trường. Ngoài Gia Lai đang vượt qua sức ép, tận dụng sai lầm của đối phương để có bàn thắng sang bằng tỷ số. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc được thực hiện bởi đội trưởng Lương Xuân Trường. Rất nguy hiểm. Goal! 2-1! 2-1! Bất ngờ. Và đó là Felipe Martins. Cuối cùng thì ngoại binh của Anh Gia Lai cũng đã có thể lên tiếng. Tỷ số là 2-1 cho Anh Gia Lai. Và đó là sự mong manh của hàng phòng ngự câu lạc bộ Nam Định trước những tình huống cố định ở trong trận đấu ngày hôm nay. Những pha tranh chấp liên tiếp vào Anh Gia Lai đã vươn lên dẫn trước 2-1. Người đã ghi bàn là Felipe Martins. Lần thứ hai các cổ động viên của Anh Gia Lai có cơ hội ăn mừng. Và lần thứ hai trước muôn vàn sức ép ở những trận đấu trên sân khách, họ là đội bóng đã vượt lên. Bàn thắng thuộc về Felipe Martins, người đã chơi tốt hơn nhiều ở trong trận đấu này. Trước đó là 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm, và bây giờ là bàn thắng dành cho cá nhân mình. Hãy cùng xem lại quả đá phạt góc này. Lại không có ai theo kèm đối với Minh Vương, người đã vào ở nhịp tranh chấp đầu tiên sau quả đá phạt góc của Lương Xuân Trường. Có vẻ như là các hậu vệ Nam Định đánh giá quá thấp một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn như là Trần Minh Vương. Nhưng ngày hôm nay thì Minh Vương có những tình huống chọn vị trí có thể nói là vô cùng hợp lý. Tỷ số là 2-1 cho Anh Gia Lai. Nam Định đã có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, nhưng bây giờ thì họ đang đối mặt với một trận thua nữa trước Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng mà họ chưa từng vượt qua trong những năm từ năm 2018 cho tới nay. Sĩ Minh, phút 80. Thế Vương, cú leo biên là của hậu vệ cánh phải Quốc Hương. Quốc Hương, Tuyến ơi, không vào. Quá đáng tiếc cho đội bóng của huấn luyện viên Văn Sĩ và Văn Dũng. Đó là pha dứt điểm của Diogo, chậm chậm lấy đà ngắm nghía rất kỹ và đánh bại được thủ môn Lê Văn Trường, nhưng trái bóng lại chạm vào xà ngang. Hết sức đen đủi cho Dược Nam Hà Nam Định ở tình huống dứt điểm này. Vào đà cực kỳ chắc chắn. Không thành công nhưng ban huấn luyện của câu lạc bộ Dược Nam Hà. Quốc Hường, Sĩ Minh, bóng liên tục được nhồi vào khung 16m50. Và ra vào thiếu hợp lý của thủ môn Lê Văn Trường.
loạt những tiếng tranh chấp. Đây là Nguyễn Phong Hồng Duy, 3-1. Nguyễn Phong Hồng Duy, Văn Toàn, bàn thắng được ghi. Nhưng có vẻ như là trợ lý trọng tài đã căng cờ báo hiệu việt vị. Dường như không phải là lỗi việt vị của Văn Toàn mà đó là pha phạm lỗi của hậu vệ Dược Nam Hà Nam Định đối với Nguyễn Phong Hồng Duy. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Chính xác là trọng tài đã thổi phạt với hậu vệ của Dược Nam Hà Nam Định. Còn nếu tình huống bóng vẫn diễn ra thì Văn Toàn cũng đã ở vào thế việt vị trước khi dứt điểm vào lưới của thủ môn Đinh Xuân Việt. Và đây lại là cơ hội dành cho Lương Xuân Trường. Người đã phải nhận thẻ vàng là Hạ Long. Đó là thẻ vàng thứ hai dành cho đội chủ nhà. Đứng trước bóng không có Lương Xuân Trường mà là Minh Vương và Nguyễn Phong Hồng Duy. Rất căng thẳng. Ba cầu thủ Xuân Trường, Minh Vương, Nguyễn Phong Hồng Duy đều có khả năng xuất phạt tốt ở cự ly này. Quả đá phạt của Minh Vương, bóng không đi trúng khung thành. Xả khá hay, cố gắng sút xa, bóng lại bị chặn lại bởi chính Gustavo. Đây là Gustavo, Lâm Anh Quang, có quá đông các hậu vệ của đội bóng áo trắng. Đinh Văn Trường, Vũ Thế Vương, Sĩ Minh sút bóng đâu vào. Sân chân bóng ướt là một trong những điều kiện đã khiến cho Diego Pereira không có một pha dứt điểm tốt. Cơ hội dành cho một tình huống sút xa. Có tới 3 nhịp quạt bóng trước khi có được tiếng dứt điểm của Lê Sĩ Minh. Phút 90 và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai. Những cơ hội cuối cùng dành cho Nam Định, Sĩ Minh. Và sau đó là pha bóng lúng túng giữa Hạ Long và Gustavo. Sẽ không có quả đá phạt góc. Đã là một tình huống sai lầm. Trọng tài đang cho các cầu thủ Anh Gia Lai hưởng phép lợi thế. Tốc độ của Văn Toàn là không thể phủ nhận. Quá nhiều khoảng trống. Ngọc Quang, sau nhịp quạt bóng vừa rồi thì cơ hội đã trôi qua. Và cơ hội phản công dành cho Anh Gia Lai. Không có lỗi việt vị. Hết sức chậm rãi. Vẫn đang làm an toàn. Và đây là Châu Ngọc Quang. Quá cầu toàn. Châu Ngọc Quang đã có 2 pha xử lý không tốt liên tiếp. Phút đá bù giờ thứ 4. Diogo, Vũ Thế Vương nỗ lực. Đánh đầu. Hết đi.
V-League những vòng đấu gần đây là những bàn thắng ở những phút đá bù giờ. Dược Nam Hà Nam Định vừa có bàn thắng sang bằng tỷ số 2-2. Hoàng Anh Gia Lai và cụ thể là Châu Ngọc Quang đã quá cầu toàn với những pha xử lý cuối cùng của anh. Anh hoàn toàn có thể kết liễu trận đấu này, nhưng không. Và bây giờ thì Dược Nam Hà Nam Định đã có bàn thắng thứ hai để sang bằng tỷ số. Tỷ số là 2-2. Vòng đấu trước là vòng đấu Hoàng Anh Gia Lai có được 3 điểm trọn vẹn từ những phút đá bù giờ. Nhưng ngày hôm nay thì họ không bảo vệ được thành quả. Họ đã để thủng lưới ở phút đá bù giờ thứ tư. Tỷ số được san bằng 2-2 cho các cầu thủ chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định. Và một lần nữa thì sân Thiên Trường bùng nổ. Hãy cùng xem lại nỗ lực đặt bóng của Vũ Thế Vương và pha đánh đầu chuẩn xác của Hạ Long. Bàn thắng thứ tư trên sân vận động Thiên Trường ngày hôm nay. Trận đấu diễn ra rất hay, căng thẳng và kịch tính đến những phút cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng xem lại những góc độ của bàn thắng san bằng tỷ số được thực hiện bởi Hạ Long. Một bàn thắng vô cùng quý giá, và nó sẽ giúp cho Nam Định lần đầu tiên không thua trước Hoàng Anh Gia Lai trong 2 năm. Trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Thiên Trường đã chính thức khép lại một cuộc rượt đuổi về mặt tỷ số với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai bên. Châu Ngọc Quang chắc chắn rồi là một trong những cái tên gây thất vọng nhất khi được tung vào sân ở những phút cuối. Có 2 cơ hội nhưng lại chơi quá cầu toàn để cơ hội trôi qua, và cuối cùng thì đội bóng của anh phải trả giá. Tỷ số là 2-2. Hai bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai được ghi bởi Minh Vương và Felipe Martins. Trong khi đó thì Dược Nam Hà Nam Định đã có được 2 pha lập công của Lâm Anh Quang và bàn thắng quyết định của trung vệ Hạ Long để khép lại một trận cầu rực lửa, một trận cầu đông bàn thắng bậc nhất của V-League năm nay, và một cuộc rượt đuổi tỷ số đến những phút cuối cùng để giúp cho V-League trở nên hấp dẫn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.